Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã đến thăm và làm việc tại dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Báo cáo với đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện Ban Quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cho biết, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô công suất 2 x 600 MW, điện năng sản xuất khoảng 7,2 tỷ kWh một năm. Đến nay, tiến độ tổng thể của dự án đạt 86%, trong đó phần thiết kế đạt 99,89%, chế tạo và vận chuyển đạt 94,41%. Nhà máy dự kiến sẽ phát điện điện thương mại tổ máy 1 ngày 30 tháng 11 năm 2022 và tổ máy 2 ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN cho biết, tập đoàn sẽ quyết tâm rút ngắn các hạng mục, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án đúng mục tiêu đề ra. Bên cạnh việc chỉ ra các vướng mắc còn tồn tại, Chủ tịch PVN cũng chia sẻ, mục tiêu này có rủi ro vì còn phụ thuộc vào cơ chế, chính sách, dòng tiền, tình hình COVID-19 và hiện trạng máy móc đã đầu tư. PVN hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra vào cuối năm 2022. Đối với dự án này, tôi hôm nay cũng rất mong đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Chủ tịch, Ủy ban Quản lý vốn với tất cả các đồng chí đại diện cho các bộ ngành đây, chúng ta thống nhất một cái quan điểm, hai quan điểm khi mà xử lý cái công việc như thế này. Ở đây có hai nguyên tắc lớn nhất, tôi cho rằng là khi chúng ta nói về cái tuân thủ quy định của pháp luật, thứ nhất là chúng ta không để xảy ra các cái tiêu cực, tham nhũng khi triển khai thực hiện dự án ở đây. Thế mình hai này, đấy là cái nguyên tắc đầu tiên. Và nguyên tắc thứ hai là chúng ta phải làm tất cả các cái, áp dụng tất cả các giải pháp để làm tốt hơn cho dự án. Tốt hơn ở đây là tiến độ nó nhanh hơn, tốt hơn ở đây làm sao chất lượng nó bảo đảm, tốt hơn ở đây là chi phí làm sao nó không đắt hơn. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đề nghị PVN chỉ rõ khó khăn, vướng mắc cụ thể ở khâu nào, từ đó đề xuất, tham mưu các giải pháp. Đối với mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2022, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu PVN tính toán các kịch bản, các phương án dự phòng trong trường hợp rủi ro có thể xảy ra. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, việc hoàn thành dự án nhiệt điện Thái Bình 2 có ý nghĩa rất lớn không chỉ về kinh tế mà còn cả ý nghĩa chính trị. Dự án đã và đang được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của chính phủ. Cái dự án này nó có một cái tầm quan trọng rất đặc biệt, ý nghĩa về mặt chính trị là vô cùng lớn. Dự án này đã đang có cái chỉ đạo rất là trực tiếp thường xuyên của chính phủ. Thì Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng đã rất là nỗ lực, cho nên ban hành được các nghị quyết để chúng ta có thể triển khai đẩy cái tiến độ của dự án này tới đích. Thì như vậy đến giờ này là chúng ta tiếp tục có thêm những cái bước tiến rất là quan trọng. Hoan nghênh PVN và PVC là đã quán triệt và thực hiện khá nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nên là đã triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ. Và đến giờ này chúng ta điểm lại thì thấy là đạt được những kết quả rất là đáng mừng. Trước hết là các đồng chí đã khẳng định là đến hết năm 2022 thì chúng ta sẽ đưa cái nhà máy, cả hai tổ máy này đi vào hoạt động. Thế và giai đoạn đầu đến tháng 8, tháng 9 năm nay thì chúng ta sẽ chạy dầu, và khoảng tháng 4 năm 2022 thì chúng ta chạy thương mại. Để dự án đi vào hoạt động giai đoạn 1 như đã định, Bộ Công Thương yêu cầu PVN phải khẩn trương đón chuyên gia đến kiểm tra lại toàn bộ hệ thống thiết bị trước khi vận hành, bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động, cần sớm thực hiện, hoàn thiện các hạng mục, hệ thống vận chuyển than và đá vôi, kho than, bãi thải xỉ và hệ thống thải cho xỉ, bảo đảm đồng bộ và sớm đưa nhà máy vào vận hành. Đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sớm thành lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn cho PVN, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ những giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng này. Đối với những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tạo điều kiện tháo gỡ cho PVN, quan tâm đảm bảo ổn định an ninh trật tự. Trong quá trình đầu tư hạ tầng khu kinh tế Thái Bình, phải tạo được sự kết nối giao thông cho dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.